Xin chào các bạn, đây là Sexbox Podcast, kênh của Chuyện Đêm Muộn, nơi chia sẻ những thông tin khoa học, những kiến thức thú vị và hấp dẫn trong từ điển tình dục học rộng lớn của con người. Ở những độ tuổi khác nhau, các cơ quan trong cơ thể sẽ dần dần suy giảm chức năng ban đầu. Đối với những người ở độ tuổi ngoài 40, xương khớp bắt đầu có dấu hiệu đau mỏi nhiều hơn trước. Và tất nhiên, ta không thể nào áp dụng những cách yêu táo bạo như thời thanh niên sung mãn, bởi nếu cứ bất chấp mà muốn níu kéo thanh xuân thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng chấn thương, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về xương và cơ bắp. Ngược lại, chọn được đúng tư thế yêu cho độ tuổi càng làm thuận lợi cho quá trình yêu hơn, tạo ra sự thoải mái cho các cặp vợ chồng và bật mí với các bạn. Đây cũng là cách để kéo dài thời gian quan hệ. Vậy, có những tư thế nào có thể phù hợp cho độ tuổi 40, một độ tuổi mà có thể nói rằng già thì chưa già, nhưng mà trẻ thì cũng không? Các bạn cũng thường hay đọc được trên sách báo rằng có 36 tư thế quan hệ tình dục vốn được minh họa hẳn ở trong sách. Tuy nhiên, dù có áp dụng cách làm nào đi nữa thì cũng phải đảm bảo được hai yếu tố như sau. Thứ nhất là đảm bảo về sức khỏe, chúng ta sẽ hạn chế tối đa các chấn thương xương, cơ, đảm bảo được thời gian quan hệ mà không bị mất sức. Thứ hai là vẫn thể hiện được tình yêu với nhau qua hành động hoặc là cử chỉ. Phần thứ nhất, các tư thế phù hợp cho tuổi 40. Tư thế úp thìa. Theo Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Chỉnh hình Hoa Kỳ, khi bước vào độ tuổi 40, nhiều người cảm thấy đau và nhức ở lưng dưới hoặc hông lan xuống chân. Và để giải quyết vấn đề đau đớn này, các tư thế quan hệ tình dục tốt nhất ở độ tuổi 40 là úp thìa. Đây là một tư thế quan hệ tình dục mà cả hai đối tác nằm với nhau giống như là chiếc thìa nằm cùng một chiều. Tư thế này sẽ mang lại sự thoải mái và ổn định vì hai vợ chồng đều được nằm thoải mái, giúp giảm áp lực lên cơ bắp và xương, khiến cho cuộc yêu dễ dàng hơn. Mặc dù tư thế quan hệ úp thìa có thể mang lại trải nghiệm tình dục thoải mái và gần gũi, nhưng cũng cần phải lưu ý rằng cách làm này sẽ khiến bạn và bạn tình khó có thể giao tiếp linh hoạt với nhau. Tuy nhiên, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một tư thế giao hoan vô cùng thân mật và gần gũi ngay dưới đây, phù hợp với những cặp đôi thích nói những lời đường mật với nhau khi làm chuyện ấy. Tư thế mặt đối mặt. Không giống như tư thế úp thìa, khi mà chồng thì chỉ nhìn thấy tóc gáy của vợ, thì ở tư thế này, hai vợ chồng giống như là đang ôm chặt nhau. Nàng sẽ được ngồi gọn trong lòng đối phương. Điều này cho phép chàng tiếp cận điểm G một cách dễ dàng và cả hai có thể nhìn vào mắt nhau để bày tỏ cảm xúc yêu thương khi yêu. Điều đầu tiên khi tôi nghĩ đến tư thế này là sự kết nối về mặt tình cảm, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Khi nhìn thấy mặt người mình yêu thương sẽ sản sinh ra những hormone hạnh phúc như oxytocin, dopamine, khiến cho cuộc yêu trở nên kết nối, thăng hoa và hưng phấn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, tư thế này giảm áp lực lên lưng và cổ. Điều này có thể làm giảm khả năng xuất hiện đau đớn hoặc vấn đề liên quan đến cơ bắp. Phần 2. Môi trường quan hệ tình dục thích hợp cho tuổi 40. Tôi tin chắc rằng ở mỗi độ tuổi thì môi trường quan hệ tình dục cũng thay đổi và gây ảnh hưởng không ít tới sự kích thích và hưng phấn cho các cặp đôi. Ví dụ như khi ở độ tuổi 20, bạn thấy hưng phấn ở những nơi có ánh đèn vàng ấm áp và hoa hồng lãng mạn. Tuy nhiên, khi đã ngoài 40, thứ mà người ta quan tâm hơn cả có lẽ là sức khỏe. Ở độ tuổi này, tôi khuyên các bạn nên hoạt động nhẹ nhàng, tránh vì quá hưng phấn mà mất kiểm soát sẽ gây ra những chấn thương về cơ, ví dụ như là đau tay, đau chân hay là các khớp xương chậu. Ngoài ra, giường vẫn là một nơi thích hợp để giao hoan bởi sự êm ái và dễ chịu. Nếu hai vợ chồng muốn đổi gió thì ghế sofa cũng là một nơi đáng để thử khi quan hệ tình dục. Tốt nhất là nên hạn chế giao hoan tại những nơi có bề mặt cứng, không bằng phẳng, ví dụ như bàn, ghế, thậm chí là nhà tắm, bởi sàn trơn trượt sẽ dễ gây ra những tai nạn tình dục không đáng có. Trên đây là những tư thế quan hệ phù hợp với độ tuổi già thì chưa già mà trẻ thì không. Tôi mong rằng quý vị đã tìm ra được một cách giao hoan phù hợp với vợ hay là chồng của mình. Chúc cho cuộc yêu của quý vị luôn được thăng hoa và viên mãn. Xin chào và hẹn gặp lại!